tính ra anh Hiếu tính ra chùm như chùm men này, chùm à, này. Tính ra mấy năm trước mình bảo là ngành cấp 1 nó khó đậu hơn ngành cấp 2, lựa những ngành cấp 2 mình để mình dưỡng. Cuối cùng giờ thấy không, ngành cấp 1 nó ra nhưng mà nó nói chung mà cũng đậm một, một phần mình cũng biết cái phần này cũng trong trời đấy, mình chưa hiểu hết cái cây hiểu riêng, chưa hết đâu, chưa hiểu chưa, chưa hiểu hết trong biết mãi nó chứ không phải vừa đâu. À, anh cách làm không có theo hay lắm, bởi vì anh nhìn cái lượng cây. Nghe mình bỏ 4 bao, mình bỏ 1 bao thôi để cho nó giữ cái sự sống thôi. À, còn cho đói đi chứ để mình cho sung quá cái lúc nó sổ nhị là hãm không nổi. Tao đọc mình hãm không nổi. Năm nay xịt hãm mấy cử anh Thiết? Chỉ hãm được có 3 cử hả? 3 cử mà 3 cử hay mà 3 cử là đứng luôn mà do anh ở nước dưới anh tưới nước ít đấy. Rất là thèm nước cho nó có nước nó sống thôi, chứ nghe mình tưới 4 phút mình tưới 2 phút thôi. Nhưng cái bài đó mà nếu tình huống gặp mưa thì sao anh Thiết? Ví dụ như mình đang yếu yếu nước mà xui xui nó bác, làm cho cỡ cũng nguy hiểm đấy. Sốc coi chứ không? Sao nó sốc cũng nguy hiểm đấy, nhưng mà chứ mình phải chơi vậy sao giờ cũng do ông trời thôi chứ. Mà năm nay nó hạn thiệt, nó hạn nó không thấy cái mưa nào lọt chọt mà nó gây ảnh hưởng mạnh nữa. Sốc cũng sốc nhưng mà anh cứ cách ngày trước ngày chứ chứ nhiều người họ để 3-4 ngày không có tưới là nó có sốc cực hung. Nên là cách ngày một tiếng ngày đất nào nó cũng ẩm ẩm chứ không hề khô. Không hề khô hẳn nên là có mưa cũng chẳng đáng kể. Như tới bây giờ thì anh bắt đầu cỡ trái cỡ này đi, anh bắt đầu anh vô nước mạnh vừa hay là cũng một tiếng á. Tiếng. Như bét thì một tiếng đấy. Mà rồi. Hiện tại cỡ bây giờ càng nước mạnh như vậy càng trái bự. Mà trái đã bự rồi thì đọt nó không ra nữa. Thì nó tập trung nuôi trái thì không có sức nuôi ra đọt nữa. Nên là bây giờ đừng hãm nước nha. Hãm nước là thằng trái này chậm lớn là đọt nó ra. Bây giờ càng nước nhiều á là trái càng bự. Bự toàn nhìn khác hẳn đấy, là trái bự rồi thì nó không còn sức đâu mà để nuôi đọt nữa. Nước nhiều và trái bự. Trái bự là không còn sức để nuôi đọt nữa. Nó tập trung nuôi trái à? Không, chắc cỡ 15 ngày nữa là khỏe rồi. 15 ngày nữa là cỡ cái ly cũng bia hết rồi, nó mới thằng này nè. Ui, trong kia đã đó. Nghe hả? tí thì vừa trong đó về quay. Đã. Trời ơi, phải chi cái cây này mà nó thấp xuống quay cho mọi người xem luôn nè. Đúng là cành cấp 1 hồi kia, cái lý thuyết của mình là cành cấp 1 là nó ít đậu đúng không? Cái này là một dây nữa không? Đây quay qua chỗ gần anh dễ dập hơn. Anh để nó rụng một chiếc chứ không. Một chiếc mới vô chắc nó chít luôn. Chít luôn đầy luôn hả? Đầy luôn. Đầy nó quẳng chùm chùm không à. Tính ra anh Hiếu tính ra chùm như chùm men này, chùm như này. Tính ra mấy năm trước mình bảo là ngành cấp 1 nó khó đậu hơn ngành cấp 2, lựa những ngành cấp 2 mình để mình dưỡng. Cuối cùng giờ thấy không? Ngành cấp 1 nó ra nhưng mà nó nói chung mà nó đậm không? Một phần mình cũng biết cái phần này cũng trong trời đấy. Mình chưa hiểu hết cây hiểu riêng. Chưa hết đâu, chưa hiểu chưa, chưa hiểu hết. Trong biết mãi nó chứ không phải vừa đâu. Không thấy trái. Nó cũng vừa đời anh nhất thế nào. Mà học cái nào họ hãm nước, họ hãm nước. Hãm nước nghe đúng hay đó, cũng hay đấy. Nó đúng. Trời ơi mấy ông kia tọt, ông la ông chú kia hoài, ông chú kia ông nói. Hãm đúng chứ không phải vừa đâu. Em cảm nhận đúng. Tại có mấy ông nghe theo làm được hết. Nhưng mà điều kiện là đừng có bị mưa nha, phải hiểu cái thời tiết nó mưa là chết ngắt đó, không mưa mưa này cũng toang á, chết dở mấy vùng mà bị hay mưa vào cái thời điểm này nè. Như bình thường năm nay đâu có cây nào đâu mà lạ đâu, đâu có cây mưa nào đâu. Không có đâu chứ. Không có đâu. Năm trước có. Không có cây nào đâu chứ. Có cây nào đâu, chưa đâu chứ. Từ lúc rơi bông trước có mưa đâu. Nên là không mưa được đất dễ. Ác thiệt, đụ chà. Cái gì nào? Chùm. Cái năm ngoái anh nên giữa cái chồng trên đúng rồi, ở trên ngọn thôi. Trên ngọn thôi. Một góc hôm nay cái chùm kia mười mấy trái, một trái nào cũng đẹp kìa. Nhưng mình vậy mà bấm à. Chùm trái cũng để không chứ 4 trái chứ mấy nhưng mà bấm hết. Nó nhiều quá. Chọn thì bấm. Số lượng nhiều quá rồi mà. Nếu mà nó đậu trong cấp 1 ngon quá anh thấy à. Ừ, đậu trong cấp này nó ngon. Cấp 2 thì mà cái cành phải bự, cành yếu nó cũng được mấy trái. Trời. Mày mà năm nay ráng mà cột cành để cho nó gãy như trời. Cột chưa đấy, cột cành cột 4 mấy cái chấm. Chấm nó cột trái nữa mà. Để thử năm nay phát cái lực của bao nhiêu năm không? Tại Tây Nguyên thì nếu mà em thấy rồi, Tây Nguyên là cái cây mà nó đậu kiểu này á, mà tỷ lệ trên vườn rất ít có, nhưng mà kiểu như lọt chọt vài cây thôi, vài cây một số lượng cây lớn nha. Là nó đậu từ dưới cành cấp 1 mà đu dơ mấy cái tay ra là có, nhưng mà đều như vậy thì chưa thấy. Hiếm lắm. Đều hết đám vậy đó, cây nào cũng vậy đó.
anh như cỡ như giờ thì anh xịt có xịt hãm đọt cầm hờ không? Không hãm. Không hãm luôn. Bây giờ là đọt dạ. Không quan trọng rồi, giờ không nhận bởi vì đập. Giờ quan trọng thúc trái thôi, cái trái nhanh bự cái này là không đọt không ra nổi đâu. Cứ trái càng nhanh bự là đọt là càng không ra nổi nữa. Nhưng đó là tình huống đọt ở cây của anh thôi, chứ còn nếu mà những cái vườn khác mà gặp cái tơ mà nếu mà áp dụng cái kia không hãm là rớt á. Đúng rồi, tơ rớt đấy. Không cái già thì nói chung cũng dễ lắm bởi vì nó chuẩn rồi. Còn cái tơ thì cái năm thứ năm thì cũng hơi khó, nó cũng hãm đấy. Không hãm là đôi khi nó rớt đấy. Cho dù ví dụ 100 cây mà có 20 cây nó ra đọt mình phải hãm 20 cây đó, chứ không 20 cây đó rụng hết đúng không ạ? Nên chứ không. Còn cây dài nó cũng đỡ hơn. Rồi cái cách làm cây tơ thì tí mình với anh Thiết vào cái vườn trong nó quay cho cô chú anh chị để ý xem đó. Luôn. Cái năm 16 đó. Đó thì cây tơ là vẫn phải cứ nhìn đọt. Nhìn đọt mà hãm. Anh có 200 cây mà còn 10 cây ra đọt em phải hãm mà. Dạ hả? 10 cây cũng hãm. Dạ. Chẳng gì nữa. Không. Và cỡ 50 ngày nữa thì cũng được cỡ 20 tấn. Hôm trước 50 ngày nữa. Những cái vườn như vậy có dám nhận sinh viên đi thực tập không anh Thiết? Thật mà không, cho nó vô nó ngắm một cái cho nó ghiền. Cho anh ngắm, anh nhầm vô thoải mái chơi đâu. Như em đi cũng nhiều nhưng mà đúng là năm nay nó đậu cành cấp 1 nè. Em nhìn thấy vậy nó thương nha, mà nhiều trái lắm nghe. Nhiều trái lắm đếm không xuể luôn á. Lớn trái rồi. Nó trái nhỏ như vậy mà cái trái mà cái cao bia thì em thấy cái nào nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà những cái trái phía trong này mà nó đậu hết á, cành cấp 1 nè, rơi loại 1 hết. Không có heo hiết gì hết trơn luôn đâu. Ừ, nó mỏng vỏ nữa mới ác chứ. Nhưng mà anh cách làm không có heo hay lắm, bởi vì anh nhìn cái lượng cây, cây sung thì anh để nhiều, cây không sung thì anh để ít, chứ mà cây sung mà ví dụ anh em để 100 trái là heo, nhưng mà em để chừng 120 trái là không heo nữa, nói chung một cây chỉ một trái heo thôi, thành hai trái heo chứ không có được nhiều, bởi vì số lượng trái nhiều quá nó phân bổ ra hết mà, nó chia đều, hết, còn em cái cây này nó 100 trái mà em còn để có 80 trái ra heo hơi nhiều, nó chắc hai tạ mới được tạ heo rồi đấy. Ông hai năm cái ít, trái ít lại là nó bị heo. Đúng rồi, ít lại là heo. Cứ để nhiều thử. Sao canh cứ trái cứ 4 ký, 4 ký mấy, 3 ký mấy, ngon. Bây giờ mình nhìn cái cây, mình biết cái cây nào nó sung, cái nào nó yếu mình biết mà. Mình nằm vườn mình biết cái nào nó sung. Sung thì mình để nhiều. Mình phải cảm giác cùng với cây, cùng với đọt, cái lá đó, rồi nữa. Cảm giác cây nó sung mình để nhiều, cây yếu mình để ít. Anh như vậy thì có phun dưỡng trái để cho nó xanh trái, xanh gai gì không? Vẫn bo rồi manhê mới này kém. Bo manhê kém. Mấy chung mi đường chứ. Vừa ví dụ cái đấy là cũng là nuôi trái đấy. Manhê kém bo đấy. Chung mi đường đó, cái này cũng nuôi trái. Nếu khi anh xịt đó, anh xịt đó thì anh có pha chung với thằng đẹp sáp anh xịt chung không? Pha chung hay là xịt pha riêng? Pha chung đẹp sốt mới sâu. Cử rệp sáp với sâu thuốc sâu ngừa đặc trị để xuống sâu. Bây giờ cái hiện tại bây giờ là sâu để xuống là quan trọng nhất. Xong bắt đầu cái thằng bo mới này manhê kẽm mình pha vô cho. Rồi. Thằng bo thì mình cũng là để làm nuôi trái cho trái xanh. Bao lâu xịt cử? 10 ngày xịt cử. 10 ngày. Còn hàng nấm thì anh pha khi nào? Anh pha chung với thằng nào? Không, nấm thì anh không pha. Nấm thì anh chỉ có xịt phố 100. Mình nó thôi. Mình nó thôi. Ví dụ như cây này ngừa chừng một phi thì 2 chai. Hai chai loại một chai 200 mấy đấy. Một phi là hết 500 ngàn đấy. Một cử. Mà thằng đấy không nè, mà nó xịt trái không nè. Không xịt ngoài. Tốn quá không? Xịt trái không? Tốn chưa? Tốn. Chúng đang một tháng đang 100 phi thuốc mà em nhân 100 phi thuốc bao tiền? Nên là muốn xịt nhiều nhưng mà ví dụ như mình xịt ít thì còn giảm bớt cái chi phí của mình, xịt nhiều chỉ nổi 100 phi thuốc, một phi 500 ngàn. Anh chỉ do cái cách mà mình ngừa được cái nấm bệnh trên cây á, ví dụ như cái phần xảy ra nấm là cũng phần một phần mình do dinh dưỡng nữa đúng không? Đại đa số là do dinh dưỡng. Một phần là mình không xịt ngừa. Đúng rồi. Từ lúc sổ nhị xong hết. Đúng. Tới lúc này là anh xịt 3 đợt nấm rồi đấy. 3 đợt ngừa nấm. 3 đợt rồi đấy. Sổ nhị xong á hả? Sổ nhị xong là trái bằng ngón tay. Đúng rồi này mới xịt được đấy. Nhưng mà khi anh xịt ngừa nấm đó là anh xịt trên cuống, trên cành không hay là gốc? Trái hết. Xịt trái rồi xịt thân cây ướt luôn. Trái thân cây ướt hết. Quan trọng là trái rồi mới thân cây. Rồi còn tưới ở dưới là có tưới cái ngừa nấm với rễ không? Có tưới chứ, phải tưới là lúc thì là Ridomin. Ridomin rồi ADS. Một phi là 5 gói. Mình tưới ngừa chứ. Rồi cái diệt khuẩn ở dưới hết. Một phi là 5 gói Ridomin ADS vậy. Dạ. Tưới thế nào tưới một thứ thôi. Một phi là 5 gói.
rồi mình tưới chung cảnh ví dụ cỡ 20 cái nước rồi đấy, một phi 20 cái nước. Đúng là phải tưới cho nó. Không phải tưới chứ. Không tưới mà nó không chịu tưới. Nếu nếu mà bà con mà thấy nó nấm rồi mà xịt là cũng hơn thua. Nó lại tốn hơn. 500 một phi cũng hơn thua. Nấm ấy. 500 một phi mà đã thấy nấm rồi nghe. Trái 2 kg rồi mà đã thấy nấm trái rồi. Nhưng mà phải xịt 500 một phi cũng chưa ăn thua bằng cái mình xịt ngừa. Ngừa đỡ lắm, xịt ngừa đỡ lắm. Nhưng mà ngừa ở thời điểm nào anh Thiết, ví dụ như sau xả nhị đi thì mình muốn đổ là mình đổ à? Sống đổ rồi mà cứ phải sau xả nhị nha. À. Sau nhị mình lúc đó đổ. Mình phải ngừa từ lúc xả nhị hết. À. Đó, xả nhị hết rồi mình đổ. À, cái thằng đấy thì mình đổ cứ ví dụ cứ tháng mình đổ một tua cũng được. À. Ví dụ bà con người nào ít thì mình đổ một tháng hai tua cũng được, nhưng mà số lượng nhiều thì mình tháng tua một tua thôi. Nhưng phải có ngày phải đổ gốc rồi còn phải xịt trên nữa. Nhưng mà khi xịt nấm đó là anh pha ra cái ridomin đó, anh xịt anh tắm hết cành nhánh gốc ra hay là anh tắm hết cả vườn luôn? Thằng ridomin là một năm gói một phi anh cho bét hết cả vườn luôn. À cho nó hút vô hệ thống bét này luôn. Nó phun y như tưới nước luôn. À. Bắt đầu mình phun ví dụ mình hòa cái phi rồi mình hút hết cái phi rồi xong mình bồi nước trắng vô chừng 10 phút để cho nó thấm xuống đất. À rồi. Còn ở trên thì anh ấy xịt thuốc khác, xịt nhã phốt. À. Phốt không thôi. À còn hai trái một phi. À tắm trái nghe, tắm trái tắm cành luôn. À còn anh đang vớt cho nó cái gì mà nó dính ở trên cái thân và cái xanh xanh trắng trắng này. À cái này thì là sau thu hoạch. Cái này rất là hay. Cái này sau thu hoạch xong mình xịt vôi đồng á. À mà cái đừng xịt họ cái vôi mua mà họ pha rồi nghe. À mình mua vôi cục về. À mình đổ nước vô cho tan như là bột đấy. Trời. Rồi cho mình cứ là 6 cái vôi. À với lại 3 cái đồng trên một phi. À quậy ngược chiều hả? Tắm cho nó luôn rồi đó. Chỉ cách quậy đi chứ gì anh nó quậy tầm quậy. Ừ. Vôi trước rồi đổ đồng sau nghe. Vôi trước rồi sau. Ví dụ giờ mình có máy thì dễ rồi, có máy nó quậy rồi dễ rồi. Dạ. Nó quậy vòng tròn đó mà. À nó cứ xoáy một chiều thôi. Xong chiều rồi mình đổ đồng vô. À đổ từ từ mà ra màu xanh lắm chứ không ấy nó thành không thành đồng đâu, thành bột đô. Ừ đấy tại sao nó thành ốc đâu nó sạch đấy. Bởi vì mình xịt nó nóng nó dột này đấy, nó dột cái này ra nó sạch. Hết cây anh từ gốc ngọn nó sạch như vậy đấy, trắng như vậy đấy. Tắm hết luôn cả tắm chứ tắm cả cành tắm kỹ. Cái nào sót mình biết ngay mà, mình bơm nó vô nó thấy mình thấy ngay mà. À tức là mấy cái vị trí mình cần bơm kỹ là lâu đây nè. Ừ. Cái nắp cây nè. Nói chung ba cây này chảy nước xuống luôn đấy. À. Còn cành này mình đi xung quanh mà. Ừ. Tắm không còn sót chỗ nào đâu. Ừ. Tắm kỹ lắm, tắm một lần kỹ lắm. Nhưng mà một năm vớt mấy cử vậy? Ba cử. Để nào nước ăn trái xong nha. Ăn trái, cắt trái xong. Bây giờ không chịu đâu. Tắm phát à. Tắm phát. Rồi. Xong cái ăn trái xong bắt đầu dọn cành một chiếc. Rồi. Tắm phát. Rồi. Bắt đầu tháng nữa tắm phát nữa. Rồi. Tháng nữa tắm phát nữa. À. Ba đợt, chung cứ ba đợt cách nhau 20 ngày hay một tháng được. Ừ. Ba đợt. Phải ba đợt nó cái rêu xung quanh cây nó sạch hết bởi vì cái vôi nó nóng đấy nó chết dột, hết rồi nó dột cái rêu đấy. Yeah. Bung nó hết chạy nó trắng như vậy đấy, nó đẹp như vậy, nó từ gốc ngọn đấy. Anh biết cái rêu đâu ra không anh Thiết? Chi bên dây nó dính lên nó ra ngoài nó đâu có thoát ra được. Anh Thiết nó xin rêu để tháo ông xịt nhà nó xanh biết luôn. Yeah. À, đúng rồi giờ đóng cả gần phân này nó dính không có lá đâu có thoát được. Ví dụ thay vì rớt đất thì nó xin rêu đó là để nó thoát phân ra, nhưng mà cây thì nó dính đó thì nó bắt buộc nó đám nào nó ra cái rêu xử lý vôi đồng mà mình quậy nha, chứ đừng mua cái vôi đồng mà có sẵn à. Có sẵn không ăn thua đâu. Cái kia nó mới được nhiều chứ còn cái có sẵn mình phun chịu tiền hay nói. Ừ. Cái có sẵn chai mà nó bán nặng quá đó kiểu như cái này nó không tốt bằng cái này. Cái đồng không vôi đồng gì hả? Tự pha yên tâm hơn tốt hơn chứ. Tự pha tốt hơn chứ. À cái kia này nó chỉ nợ công thôi, còn cái này nó tốn công xúc. Tốn công mình mua vôi cục về mình đổ nước vô cho thành bột đấy. À. Rồi mình còn lấy tấm lưới mình lọc nọc ra nước. À. Đã đông nước rồi mình còn một cái motor xịt rồi một máy quậy riêng. À. Phải quậy chứ không là nó cái bột nó ngạt vô cái ống hút đâu quay được đâu hút được đâu. Anh ví dụ như trái mà sau khi mà anh vô một cái cử sau khi cái 12 18 của anh á, anh vô rồi thì anh điều chỉnh sau cái cử sau đó để cho nó lớn trái thì anh vô cái phân gì và tỷ lệ nó khoảng bao nhiêu á? Nhưng sau này cỡ một tua sau nữa à khả năng là anh lại vô ba số nữa ba số bằng nhau
ba số bằng nhau đi. Mà không không chơi với thằng này chỉ chơi một tour thôi. Thằng 12, 18 chơi một tour thôi. Chơi nhiều quá đôi khi trái nó không lớn nổi đâu, thằng nó để làm cho trái trái mà. Tròn trái mới làm giấy mà. Còn cái lúc mà gần bán nó thì cỡ nửa tháng nó bán thì lúc đấy mình bỏ là cani không. Ví dụ gần bán rồi mới bỏ. Mình bán bỏ chứ. Không bên này nó tạo cơm. Vàng. Tạo cơm mà ví dụ 10 ngày nữa bán thì bữa nay mình bỏ này, bỏ cây chừng nửa ký. Còn đi không nha, chứ không có phát gì đó. Thì cái đấy thì nó làm cho nó làm cơm mới làm cho nó rút lại cơm vào trong ấy. Rồi nó mới già rồi họ gõ nó mới bột. Còn mình bỏ đấy thì nó cắt một phát một luôn. Mà mình không bỏ cũng được. Nhưng mà thì nó cắt nằm ví dụ nó nghe nó bỏ một cái mình bỏ cái cani nó cắt một dao còn không bỏ nó cắt làm hai dao hết. Tức là nó tự nhiên với lại nó không có đồng loạt, còn kia mình tác động thì nó đồng loạt hơn. Nhưng mà nó vẫn biết là nó hơi nhẹ ký một xíu đấy. Anh biết làm sao mà để giữ cái trái nó lâu hơn không? Biết làm sao mà để giữ cái trái mà nó lâu hơn không? Em chưa thử nhưng mà em nghe ông chú kia ông nói á, ông bảo là cho nó vô nó cắt hết cái dao đầu đi, thì xong cử sau cứ bỏ cái hàm lượng NPK nhưng mà cái kali nó cao một chút là nó giữ được, còn cái rụng là rụng cái cơ đầu á, cái cửa đầu á là nó rụng, khi mình thấy nó rụng á là nó mình sốt ruột, nhưng mà giữ vừa thôi, giữ quá cái nó lại cơm, gặp mưa nó lại cơm. Anh có năm anh không bỏ thằng cani không đâu. Đúng. Anh không bỏ cani không mà anh bỏ cái hàm lượng cani cao. Cao hơn trước nghe. Mà đúng nặng ký. Nặng. Không ngờ được nó chắc ký. Nhưng mà nó chỉ cắt ví dụ nó cắt nó ra chứ ví dụ một hai dao hết chứ nó cắt ba dao hết được, nhưng mà nặng ký. Nếu hai gì? Mà đúng nặng ký được mấy năm mới ngon lắm. Khi mình đoán không ra đâu mà. Khó hiểu thiệt đó. Khó hiểu cái cây sầu riêng mà. Như năm rồi em thấy anh cũng để quá trời, cũng muốn nó đậu dưới mà đâu có được. Mà cuối cùng nó lại ở trên không. Muốn đậu cành này để mình cột cho sướng chứ. Còn năm ngoái có một chùm ở trên nữa. Chùm để chùm này mới nằm cả chục trái, 7-8 trái. Năm nay cái thời tiết của vùng Lâm Đồng là nó khiến cho trái với bông nó lọt trọt. Đúng cỡ hết. Của anh đúng, thì đúng, nó tương đối là đồng đều này. Mà gần như Thái là nó đồng hết mà. Dùng đám này thì đồng hết, đám này ra đồng hết. Có cái đám già bên kia thì nó ra trước sau của đám này ra đồng. Năm nay đám này mình sẽ cập nhật thường xuyên coi cái trái của nó đậu dưới cái cành có một nhìn mới đã. Còn cánh Tây Nguyên vừa rồi có một anh ảnh chụp một cái cây đó thôi mà gần như là nó nổi tiếng cả một cái trang mạng luôn, ra Facebook luôn, là cứ một cây đó đâu cái nào cũng đăng hết. Rẻ mình thấy không? Là nó đâu như của anh vậy nè, nhưng mà năm nay là nó đều hết cái vườn anh, là chắc là kiếm hơi hiếm nè. Trời, nhìn coi. Như cành này nếu mà nó đậu hết vẫn cứ để luôn, hết luôn được ha. Để chứ. Nó bự quá mà. Để chứ, nhưng mà vẫn phải bứt bỏ, bởi vì trên nó nhiều rồi. Số được nhiều chưa trái rồi, mình bỏ nhỏ. Chứ. Để nhiều quá nhỏ. Đấy nè, như thằng này cũng bỏ nè. Thằng này cũng bỏ nè. Để bỏ nè. Méo à. Kệ anh để sát coi chứ. Để bỏ đó. Chị bỏ kìa. Đâu phải mình để. Nè cái giấy này đâu em để em hết đâu mà. Thế này bây giờ 20 trái, mình bỏ 10 trái này, mình lấy 10 trái thôi. Mình xuống được 10 trái mà em tính 10 cành làm bao trái, 100 trái chưa? Mà em đếm bao nhiêu cành chưa? Bao nhiêu cành? Đơn giản thôi. Đơn giản cành đấy bỏ hết nên 10 trái. Cành kia nó 20 trái chưa, bao nhiêu trái chưa? Cành đấy đấy. Ủa cành nó nhỏ thì gốm tác nha, à? Nếu mà đu hết. Thấy không? Cành đấy là 20 trái bình thường, cái đấy là cả 5-6 trái nhưng mà bỏ hết nó 20 trái thôi. Mà bao nhiêu cành? Cành 10 trái mà mười mấy cành thì có hơn 100 trái chưa? Nhiều lắm chứ. Chắc cành nhiều lắm rồi. Phải mình để nó được đâu, phải bứt bỏ, tròn nó bứt bỏ. Đúng mà năm nay hay thiệt, cành cấp 1 của anh nó vô địch rồi đó. Tròn phải bứt bỏ chứ đâu có để. Bởi vì số lượng nhiều quá mà phải để được. Giờ vô cây tơ đi. Đi. Đây, không vô cây tơ, quay cho cô chú anh chị xem những cái anh mà thường rớt nhất là mấy anh cây tơ. Còn những cái cây mà có 2-3 năm kinh nghiệm là không rớt được đâu, nó có đậu cử, nó rớt cử trước cử sau nó vẫn còn. Bây giờ cái của anh là chốt hạ là không rớt nổi nữa. Không rớt bự rồi. Ủa vậy hả? Đấy, vậy. Bây giờ hướng dẫn mọi người xem luôn. 20 ngày nó phải kiếm được 20 tấn. Ủa vậy hả? Ủa là cái cỡ đó thôi chứ. 50 ngày. Ủa nhưng mà cái cỡ đó thôi chứ còn cái sao mà cả đám mà có 20 tấn hả? Thì cái cỡ đó. À cỡ đó thôi, còn nữa. Rồi đây. Cỡ đó thì 50 ngày nữa. Rồi.